Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết, thành phố bắt đầu giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm được 30 người, tất cả đều có kết quả âm tính. Các chuyến bay quốc tế hiện chỉ đang chở hàng. Tuy nhiên, sau mỗi chuyến bay, trung tâm đều lấy mẫu xét nghiệm với toàn bộ tổ bay. Bước đầu, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM đã lấy mẫu xét nghiệm của 30 người trong tổ bay. Tất cả đều có kết quả âm tính. Trung tâm sẽ tiếp tục giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế trong những ngày tới. Đồng thời, TP HCM cũng đang chuẩn bị các khu cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận người nhập cảnh trong thời gian tới.